Hello các bạn, welcome các bạn đến với channel của Nail Slide with Catherine Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi qua phần 5 của loạt bài 1000 câu tiếng Anh cho tay chân nước Phần này mình đi qua một số câu hay dùng và một số tình huống gặp phải khi massage cho khách Các bạn có thể xem thêm các câu khác dùng khi massage ở trong album Pedicure Bài Pedicure số 3 Hỏi khách lúc chà chân và massage Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Bạn có thể dùng kem dưỡng da của tôi không? Can you please use my lotion? Can you please use my lotion? Can you please use my lotion? Use 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 my lotion. 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 Can you please use my lotion? Da tôi rất nhạy cảm. My skin is sensitive. Sensitive. Đọc là sensitive. 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 My skin, da của tôi, is very, hoặc là is sensitive. Sensitive, 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 sensitive. My skin is sensitive. Tôi sợ tôi có thể bị dị ứng với kem dưỡng da của bạn. I'm afraid I might be allergic to your lotion. I'm afraid. Tôi sợ rằng, tôi e rằng. I'm afraid. I'm afraid, I might be, I might be, I might be, allergic, 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 to your lotion, to your lotion. Allergic to là gì ứng với allergic to your lotion. I'm afraid I might be allergic to your lotion. I'm afraid. I might be allergic to your lotion Thường khi khách vừa mới đi tan về Có nghĩa là tắm nắng uh, trong phòng Hoặc xịt làm cho ngâm đen Có nghĩa là làm nhân tạo đó Chứ không phải là tắm nắng tự nhiên Để cho da đẹp đều Thì họ không muốn xoa lotion uh, Có nghĩa là kem dưỡng da đó Lên trên cái da của họ Vì như vậy là nó mess up Nó đụng tới cái cái thuốc mà làm cho đen cái da đó cho nên họ không có muốn thoa lotion vào như vậy có nghĩa là không massage ở chân các bạn nhớ điều này nha thường thì massage dưới lòng bàn chân thôi là tùy khách đây là đoạn hội thoại ví dụ cho tình huống này tôi vừa đi tắm nắng da đừng bỏ kem dưỡng da lên chân của tôi nhé I just got a tan I just got a tan Can you not put lotion on my legs, please? I just got a tan. Can you not put lotion on my legs, please? I just got a tan. I just got a tan. 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 I just got a 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 tan. Got a tan. Can you not put lotion on my legs, please? Can you not? Can you not, can you not, can you not put lotion, put lotion on my legs, please? Can you not put lotion on my legs, please? Can you not put lotion on my legs, please? I just got a tan. Can you not put lotion on my legs, please? I just got a tan. Can you not put lotion on my legs please? Bàn chân của bạn thì sao? What about your feet? What about your feet? Feet có nghĩa là cái cái chân mà từ cái mắt cá trở xuống dưới cái chân đó. What about your feet? Bàn chân của bạn thì sao? What about your feet? What about your feet? Feet, feet. What about your feet? Các bạn để ý, feet là bàn chân, leg là chân. Bàn chân đó là từ mắt cá chân trở xuống, leg là từ mắt cá chân trở lên nha. Feet là bàn chân, leg là chân. Đừng bỏ lên trên mặt, chỉ dưới bàn chân thôi. Có nghĩa là lòng bàn chân đó. Đừng bỏ lên trên của cái bàn chân mà chỉ dưới lòng bàn chân thôi. Not on the top. just the bottom of my feet not on the top đừng bỏ lên trên. not on the top just the bottom of my feet not on the top not on the top đừng bỏ lên trên mà. Not, on not on the top not on the top not on the top chỉ dưới bàn chân thôi just the bottom of my feet just the bottom of my feet bottom bottom. Ở Mỹ thì mình ít khi mà mình đọc kỹ là bottom, nhưng mà mình đọc là bottom, bottom. Just the bottom of my feet. 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 Of my feet. Of my feet. Chỉ gót chân thôi hả? Just the heels only? heels là cái gót chân cái chỗ mà da dày dày á gót chân gót chân mà đi giày câu gót đó cái chỗ đó là gót chân just the heels only heels 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 just the heels only just the heels only just the heels only just the heels only. only không làm nguyên dưới lòng bàn chân No, the bottom of my feet. Bottom of my feet là nguyên, nguyên cả cái lòng bằng chân đó. Còn cái heels đó là cái gót chân thôi. No, the bottom of my feet. The bottom of my feet. Tôi bị bong gân chân trái. Bạn làm nhẹ nhàng nhé. I sprain my left foot. Can you be gentle on it? I sprain my left foot foot Can you be gentle on it Sprain là làm trật Sprain là bị trật đó I sprain my left foot chân trái của tôi I sprain sprain sprained sprained I sprained I sprained my left foot my left foot I sprained my left foot Can you be gentle on it? Can you be gentle on it? Can you be gentle on it? Làm nhẹ thôi nhé. Go easy on it. Khi mà mình đang làm cho khách mà lỡ làm mạnh chút xíu thì khách sẽ nói go easy on it. Làm nhẹ nhẹ thôi, từ từ thôi. Go easy on it. Go easy on it. Go easy on it. Go easy, easy là dễ dàng. Từ tốn nhẹ nhàng. Go easy on it. Go easy on it. Easy. 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 Go easy on it. Nó có đau không? Does it hurt a lot? 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 lot? Vâng, đau. Yes it does. Yes it does. Yes it does. Does, does. Yes, it does. Da tôi rất là khô, khô kinh khủng luôn. Tôi nên làm gì? My skin is so ashy. What should I do? My skin is so ashy. What should I do? My skin, da của tôi, is là so, là very, là rất. Ashy, ashy là khô khang, À, nó mọc vẫy rất là khô. What should I do? Tôi nên làm gì? Chữ ash không á là danh từ là tro. Ashy là tính từ da khô bẩn trắng giống như tro đó, nhưng mà tro nó vảy vảy trên da đó. Có vảy vảy trên da đó là ashy. Ashy. My skin is so ashy. What should I do? My skin is so ashy. Ashy chứ không phải là acid nha, không phải là acid mà là ashy, sh -sh, sh, 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 ashy. My skin is so ashy. What should I do? What should I do? What should I do? My skin is so ashy. What should I do? Bạn nên sử dụng tẩy da chết một hay hai lần một tuần, tùy da của bạn có thể chịu được thế nào. I would recommend exfoliating once or twice a week. Depend on how much your skin can take. I would recommend exfoliating once or twice a week. Depend on how much your skin can take. Mình sẽ chia cái câu này ra làm hai phần. Phần đầu là mình giới thiệu bạn tẩy da chết một hoặc hai lần một tuần nha. I would tôi muốn tôi sẽ recommend giới thiệu khuyên recommend là khuyên giới thiệu I would recommend 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 I would recommend recommend exfoliating exfoliating là cái sự mà tẩy da đó sự tẩy da chết tẩy tế bào chết đó exfoliating x x x fo fo exfoliating exfoliating các bạn nhớ là exfoliation không trong cái bài mà uh, scrub á, chất tẩy da đó cái bài thuốc số 4 mình học rồi đó exfoliating exfoliating once 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 là một lần or twice hoặc hai lần twice 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 twice, twice. a week a week một tuần một lần hoặc hai lần một tuần i would recommend exfoliating once or twice a week i would recommend i would recommend 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 exfoliating 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 once or twice a week once or twice a week once or twice a week i would recommend exfoliating once or twice a week i would recommend exfoliating once or twice a week tùy da của bạn có thể chịu được thế nào depend on how much your skin can take depend on how much your skin can take depend on how much your skin can take. Depend là tùy phụ thuộc, tùy thuộc. How much, how much là như thế nào, nhiều như thế nào. Your skin là cái da của bạn can take, có thể chịu đựng, có thể chịu được như thế nào. Tùy da bạn có thể chịu được như thế nào. Depend on how much your skin can take. Depend on how much your skin can take. Thật ra cái câu mà tùy da bạn có thể chịu được thế nào là nó làm rõ cho cái câu đầu tiên thì nếu mà mình không có nhớ được cái câu dài mình có thể nói là ồ tôi có thể uh, giới thiệu là bạn nên dùng chất tẩy da một hoặc hai lần một tuần uh, vậy cũng ok rồi còn nếu mà khách mà họ tự cảm thấy là uh, tẩy da như vậy quá nhiều so với họ thì họ tự điều chỉnh thôi cái đó là tùy da của bạn có thể chịu được thế nào mình chỉ cần nói cái vế đầu tiên không cũng được nếu mà cái vế thứ hai là quá khó cho các bạn. I would recommend exfoliating once or twice a week. Câu ngắn hơn. Sử dụng chất tẩy da chết một hoặc hai lần một tuần. Use scrub once or twice a week. Use scrub. Scrub là cái cái muối hoặc cái đường đó để tẩy da once or twice a week. Once or twice a week là các bạn có nhớ không? Một hoặc hai lần một tuần. Once or twice a week. Use scrub. Scrub. Screw up. Screw up. Scrub. 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 Once or twice a week. Sử dụng kem dưỡng da và dầu thường xuyên. Use lotion and oil often. Use lotion and oil often. Đây là một trong những cái cách mà mình có thể giới thiệu cho khách, đó là sử dụng chất tẩy da chết một hoặc hai lần một tuần và sử dụng kem dưỡng da và dầu thường xuyên. Thì mình có thể nói cả hai hoặc là mình có thể nói một trong hai, tùy bạn bạn nhớ không nha. Use lotion and oil often. Use lotion and oil often. Use là sử dụng Lotion, kem dưỡng da Và And là và Oil là dầu Often là gì? Thường xuyên Often là thường xuyên Use lotion and oil often Use lotion Use lotion Use lotion, Use lotion, and, oil Use lotion and oil often Use lotion and oil often Use lotion and oil often Bạn khuyên tôi nên dùng loại kem dưỡng da nào? What kind of lotion do you recommend? What kind of lotion do you recommend? What kind of lotion do you recommend? What kind? Loại nào of lotion? Loại dưỡng da nào? Do you recommend? Bạn giới thiệu cho tôi. What kind of lotion do you recommend? 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 Tôi Cetaphil nhiều năm rồi. I've been using Cetaphil for years. I've been using Cetaphil for years. I've been using. I've been using. Có nghĩa là I have been using. Có nghĩa là tôi đã xài từ xưa tới giờ và tôi vẫn còn xài nữa. I've been using Cetaphil. Cetaphil. Cetaphil, 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 for years. Nhiều năm rồi, for years. I've been using Cetaphil 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 for years. Nó không mùi và nó không có bị it's non-fragrant and not greasy. It's non-fragrant. Fragrant, Vagrant. fragrant, fragrant, fragrant. Là có mùi. Non-fragrant. là không có mùi. Non fragrant. Fragrant. It's non fragrant. Không có mùi. Non fragrant. Non fragrant. Nếu mà các bạn thấy chữ này khó quá thì có thể nói no smell. Cái chữ no smell á nó có thể thay thế cho non fragrant. Là không có mùi. No smell. No smell. No smell. Not greasy. Not là không greasy là nhớt my trơn trơn nhớt nhớt Greasy, 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 greasy. Not greasy. It's non-fragrant and not greasy. It's no smell. No smell. No greasy non fragrant and not greasy no smell no greasy tôi có thể mua nó ở đâu? where can i buy it where can i buy it where can i buy it tôi có thể mua nó ở đâu? where can i buy it? Where can I, it where can I get it where can i get it where can i buy it walmart cvs hoặc costco bất cứ nơi nào. walmart CVS or Costco, anywhere. Walmart, Walmart, Mart, Mart, Walmart, R, R, Walmart. Walmart, 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 CVS, 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 CVS là chữ viết tắt mà mình đọc theo chữ cái là C V.S. Or Costco. Mình người Việt mình hay nói là cốt cô, cốt cô nhưng mà mình đọc là Costco, 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 Costco. Costco. Anywhere bất cứ nơi nào. Anywhere, anywhere. Walmart, CVS or Costco. Anywhere. chỗ nào cũng được. Hoặc nhiều khi khách đi tắm nắng mà cái da bị bị um, bị burn, bị rác, bị cháy nắng thì khách có thể nói đừng dùng kem dưỡng da hôm nay, đừng có bôi dưỡng da, đừng có massage nha. Tôi bị cháy nắng trên cánh tay. No lotion today. No lotion today. I have a sunburn on my arm. I have a sunburn on my arm. No lotion today. No lotion today. No lotion today. Không cần massage, không cần kem dưỡng da hôm nay nhé. No lotion today. No lotion today. Tôi bị cháy nắng trên cánh tay. I have a sunburn on my arm. Sunburn, sunburn là cái chỗ cái vùng bị cháy nắng đó. Cháy da, da sạm bị cháy. Sunburn, 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 sunburn. 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 Không phải là burn. Vậy là burn sun burn nhưng mà sun burn 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 sun burn burn on my arm 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 I have a sunburn on my arm on my arm I have a sunburn on my arm Bạn có muốn massage bằng tay không? Do you want your hands massage? Do you want your hands massage? Massage này là ở thể bị động, có chữ ED có chữ ED đó. Thì bạn có muốn cái bàn tay của bạn được massage không? Do you want your hands massage? 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 You your hands massage? You your hands massage? Vâng, chỉ bàn tay thôi, không có làm cánh tay. Yes, just hands. No arms. Yes, just hands. No arms. Just hands. 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 No arms. 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 Hands. Arms. Hands. hands là phần bàn tay nha. Arms là cánh tay. Trong cái bài này mình mong rằng các bạn có thể phân biệt được bàn tay hay cánh tay bàn chân và cái cái chân nhé bàn tay là hand cánh tay là arm bàn chân là feet chân là leg mình sẽ dừng ở đây các bạn có thể đón xem video tiếp theo của loạt bài giao tiếp khi làm tay chân nước này vào 10 giờ sáng Chủ nhật tuần tới. Mong rằng bài học này có thể giúp ích cho các bạn trong việc giao tiếp với khách hàng. Nếu các bạn xem xong và thích video này, like giùm mình nhé. Nếu thấy channel của mình hữu ích thì có thể nhấn subscribe và hình chuông rung thì các bạn sẽ nhận được thông báo khi mình có bài mới. Cảm ơn rất là nhiều. Bye bye.